Chiều ngày 11 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận BC03 vẫn tiếp tục khám xét, thu thập dữ liệu tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8202D tỉnh Bình Thuận. Trước đó vào sáng cùng ngày, BC03 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Đình Nhật, Huỳnh Tấn Tài là hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm này về tội nhận hối lộ. Còn Lê Hữu Trác, từng là nhân viên của một trung tâm dạy lái, bị khởi tố bị can, khám xét nơi ở về tội đưa hối lộ. Từ năm 2020 đến 2022, các bị can Nguyễn Đình Nhật, Huỳnh Tấn Tài đã có hành vi nhận tiền trái pháp luật của Lê Hữu Trác và nhiều chủ phương tiện xe cơ giới để làm thủ tục cải tạo xe cơ giới không đúng quy định của pháp luật và kiểm định cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. Hiện trường khám xét có cảnh sát cơ động bảo vệ nghiêm ngặt ngoài cổng, còn bên trong nhiều xe ô tô xếp hàng dài chờ đăng kiểm và hoạt động đăng kiểm phải tạm dừng để phục vụ công tác khám xét.